Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của tôi nha. Tôi là nhà may mắn đây các bạn ơi. Bữa nay mới sáng sớm 9 giờ dính kèo thơm rồi các bạn. Cái đơn hàng này là một cái phụ kiện ô tô. Rồi về cách đây 2 ngày rồi. Thì khách nói khách hẹn 2 ngày liên tục, tới nay là ngày thứ ba. Thì sáng sớm khách điện cho tôi nói giờ chở lên gara ô tô đứng đợi đi, rồi khách chạy xe lên. À, vô gara đó kêu thợ gắn thử cái phụ kiện này vô, được thì lấy, không được thì thôi. Thì theo mấy bạn thấy cái tình hình này có phải là kẹo thơm không? Giao cái đơn hàng được 3.200, hẹn 2 ngày, tới ngày thứ ba thì giờ phải lên đứng đợi chạy xe lên vô gara để gắn cái phụ tùng này vô coi có phù hợp không. Điện shop thì shop nói giờ hỗ trợ giao giùm đi, chứ đơn hàng 1 triệu mấy rồi, shop chịu tiền ship bây giờ cũng phải ráng đứng đợi bạn. À, đứng đợi nãy giờ gần 10 phút rồi chưa thấy lên. Mà đáng lát tôi quay cái đơn hàng này cho mấy bạn coi nha. Mà theo mấy bạn thấy một cái đơn hàng 3.200 mà giao nó cũng thuộc dạng khó khăn vậy đó, mấy bạn thấy có đáng không? Mà giờ tôi vẫn phải làm thôi. Rồi nha, mấy bạn theo dõi coi cái đơn hàng này nó sẽ diễn biến như thế nào nha. Thấy từ đầu nó full face ngầu không?
dạ đúng rồi. Thị xã Gò Công hả? Nhiêu 1.817.000 anh. Tám mười bảy ngàn. Yeah.